Hello, chào các bác nhé. Đây, em vừa mới đặt được một cái đơn hàng dao kéo làng rèn lý nhân, sản xuất bởi thợ giỏi nhất. Đây, hôm trước xem trên yêu bếp thấy review với nhiều người comment bên dưới dùng tốt lắm nên đặt thử xem. Đây, đóng gói sản phẩm thì khá là chắc chắn nhá. Sản xuất bởi thợ giỏi nhất, nhưng giỏi nhất gì thì không được ghi ở đây. Giỏi nhất nhà, giỏi nhất cái lý nhân nên là giỏi nhất Việt Nam hay là giỏi nhất thế giới. Thì để mình cùng mở ra xem nhá. Trước mình mua cho bố mình hai con dao. Ông có chặt xương gà thì ok, nhưng mà mua mấy cái sườn lợn về để làm canh thì chặt mẻ hết. Thế là mình đợt này có cái dịp nên là đặt thử một con về test xem này. Đây, có cả các visit đấy nha, Daka, dao Daka nhá, số điện thoại liên hệ nhá. Các bạn thích đặt xỉ cũng được, mà đặt lẻ thì liên hệ Shopee nhá. Nhà ông bà này hot trên yêu bếp đây, bán dao đây, sắc bén bền bỉ, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Thế này thế nào nhỉ? An toàn, an toàn, một con dao an toàn. Tức là dao này sẽ, khi mình dùng cái dao này thì mình sẽ yên tâm không bao giờ bị chặt vào tay, mà kể cả có cứa vào tay thì cũng tay cũng không chảy máu, nó bảo vệ người tiêu dùng. Cái đầu tiên mình nhìn thấy là dao này nó là rất sáng bóng, như kiểu là chất liệu inox vậy, rất sáng như thế. Theo như anh chị giới thiệu thì như là thép của Nhật, thép của Nhật hạn chế hàn gỉ chứ không phải là chống hàn gỉ nhé. Mình dùng bảo quản đúng cách thì nó sẽ luôn luôn sáng bóng. Kiếm tờ giấy cái nhỉ. Đây rồi, ra mới mua phải test giấy nhá. Udaka đây rồi. Ôi chết rồi, quên mất, mình quên mất một cái điều quan trọng là cái gì nhỉ. Bên ông bà này có cái khắc laser tên của người đặt dao ấy, mình thích thì mình có thể yêu cầu ấy. Mình quên mất, mình không đặt cái tên mình ở đây cho nó hoành tráng, hiểu không? Dùng cái sản phẩm mà có cái tên mình in ở trên này chặt nó đầm tay hơn. Thôi rồi, test nhá, ra mới test giấy cái này. Ok, khá sắc nha. Không biết giữ cạnh có được lâu không mà có dễ mài không. Ok, rồi. Thế là cũng ổn đấy, ngon đấy, uy tín đấy. Và giá cả rất là hợp lý luôn. Hợp lý luôn. Giá cả rất là yêu luôn nhá. Rẻ bằng một nửa những cái con mình mua lần trước thôi. Nhưng mà mua, các bác mua ấy phải nghiên cứu nhá, đúng công năng nhá. Ví dụ như cái mua cái con để chặt ấy thì chuyên chặt, chặt gà, chặt vịt, chặt lợn lôi ra chặt. Còn cái con mà thái chặt ấy thì nó chỉ chặt được thịt gà, thịt vịt thôi nhá. Hôm trước em mua kiểu bố em lười ấy, hay dùng một con cả thái cả chặt ấy, em mua cho ông cái con thái chặt. Thế là một ngày đẹp trời ông ấy mua cái sườn lợn về, ông ấy chặt bập, thế là mẻ luôn hai con liền rồi. Giờ mua riêng cho một cái con chặt để ông ấy chẳng may có cái củ sườn lợn nào thì ông chặt. Mà cái con chặt này ấy thì mình lại rất là ít khi sử dụng, đúng không? Mình hay, nhà mình thì thường thái là nhiều thì nó sử dụng nhiều thì luôn luôn bóng. Còn cái con chặt mà để lâu ấy, mà cái dao mà này để cho các bạn xem nhé. Đây, nhà em có cái con chuyên chặt này. Cái con này thì làm bằng nhíp ô tô đây, nhìn cũng khá là kinh khủng đây. Thì mình mà không biết cách bảo dưỡng ấy thì đến lúc mà để lâu mà 1 tuần 2 tuần mình lôi ra mình dùng ấy, ui dù gì sẽ đen xì, gì hết cả lưỡi, rất là kinh, rất là độc hại, nguy hiểm, các bác công nhận không? Nhưng mà đây đấy, con này thì em dùng lâu rồi, như cũng mới mua cũng cắt được giấy đấy, không biết giờ còn cắt được không. Ấy giờ còn cắt làm sao được nữa, nhưng được cái con thép nhíp tre này nó dễ mài, mài tí cái là sắc đấy, nó vẫn cắt được này. Nó giữ cạnh cũng khá, có giữ cạnh cũng tốt phết đấy, thép nhíp ô tô mà đấy.
cũng cắt được kiểu này là cũng ổn ổn đấy này, cái phần này nó vẫn sắc này, phần này mình ít chặt vào thì nó vẫn sắc, vẫn cắt được dế này, còn phần dưới này thì chịu rồi. Bập 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 bập. Thì cái cách để bảo quản mà cái dao nhíp ô tô này để nó luôn sáng bóng mới nha, bác nhìn này, màu thép nó vẫn còn xanh xanh này, vẫn nguyên này chứ không bị hỉ gì sét, có một vài vết gì sét trước là mình chưa biết cách bảo quản đấy. Thì các bác dùng xong là cứ lấy dầu ăn thôi, cái dầu ăn của mình ấy mình lấy mình bôi hết lên xong bắt đầu mình cất đi nhé, luôn luôn bóng này, đây là dầu ăn, lớp dầu ăn bóng bóng mỡ đó. Cảm giác cầm hai con dao trên tay nó cũng khác biệt. Như cái con thép nhíp xe này nó sẽ nhẹ hơn các bác ạ. Đấy, cùng là con chuyên chặt nhé, thì cái con nhíp xe của em nó nhỏ hơn cái con của cái anh chị này bán một chút nên nó nhẹ hơn, nhưng mà cái lực ấy, cái lực tay ấy thì nó cân bằng, nó chia đều đấy. Thì khi mà mình chặt cái thịt lợn ấy thì vẫn phải dùng lực một tí, bởi vì cái phần nặng nó vẫn chia đều, nó chia đều từ 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 lưỡi dao đến cán dao, nên mình khi mình chặt thịt lợn vẫn phải dùng lực để chặt xuống. Còn con dao này của anh chị thì mình thấy nó nặng về cái phần đầu lưỡi này hơn, chắc là khi chặt thì cần dùng ít lực thôi. Đó, mình lợi dụng cái sức nặng con dao này có khi là ok ấy, cầm chặt có thể sướng hơn đấy. Hình thái học của con dao nó giúp cho người dùng nó sử dụng có vẻ sướng hơn, đỡ phải dùng lực hơn thì đỡ mỏi tay nếu các anh các chị chặt nhiều. Mình cũng không thích cái chuôi mà tròn này quá, tròn như này mình không thích kìa, bởi vì nó tròn đấy, nó cầm cảm giác nó không chắc chắn tay lắm nhỉ. Tròn thì ôm tay đấy nhưng cầm chặt sử dụng thì nó cứ không chắc tay, nó hay bị lắc đầu, có thể mình cũng không phải chuyên nghiệp. Còn cái mà kiểu nó thon thon này cầm có vẻ thích hơn nhỉ, chặt có vẻ nó thẳng dao hơn, cảm giác nó thẳng dao hơn, bạc 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 bạc, nó đỡ bị lệch lưỡi. Ok, đây là mới mua về, còn tất nhiên là em sẽ dùng khoảng 2 tháng nữa sau khi đã chặt bét nhà rồi, xong em sẽ làm tiếp cái video ở phần sau để các bác xem là sau mấy tháng sử dụng nó như thế nào, màu sắc nó có đẹp được như thế này không, còn cạnh kia cái nào, và mài thử xem nó ok không. Thế nhá, các bác chờ video của em nhá. Đấy, thôi con thái chọc mẹ, cám rất đẹp. Này đẹp à, có cái gì gỗ rất chặt. We'll be right back.
Trời ơi.